Quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của năm học mới, thiếu nhi ví đồng cả nước đang háo hức đón chờ Tết Trung thu, một cái Tết chứa đầy ý nghĩa của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2020, trường tiểu học Khánh Hải kết hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2020 cho các em học sinh. Về dự chúng ta hôm nay, cô giáo xin trân trọng giới thiệu cô giáo Phan Thị Vinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chúng ta còn có cô Nguyễn Thị Loan, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo thăm trường, về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về dự chúng ta hôm nay còn có anh Vũ Văn Tuấn, bí thư đoàn xã, và anh Đặng Văn Hoan, ban chấp hành đoàn xã đã về dự động, đề nghị chúng ta nhìn lên chào mừng. Vâng, và đặc biệt hơn nữa, về dự với chúng ta hôm nay còn có rất nhiều các bậc phụ huynh đã đến dự với chúng ta từ rất là sớm, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng. Vâng, để mở đầu chương trình, xin giới thiệu cô Phan Thị Vinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh học sinh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Không khí ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường vẫn còn đang phảng phất đâu đây, thì tất cả chúng ta, đặc biệt là trẻ em lại náo nức hồi hộp đón chào ngày Tết của riêng mình. Tết Trung thu, với ông trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống các phố phường và mọi làng quê. Khắp nơi náo nức tiếng cười vui trong rộn ràng tiếng trống múa lân. Những hình ảnh đèn lồng, đèn sao, bánh trái có ở khắp nơi. Không khí thật ngọt ngào, ấm áp. Tết Trung thu, Tết của trẻ em có từ bao giờ? Đó là câu hỏi không chỉ có một cách trả lời. Bởi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi người lại có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ biết rằng từ ngàn xưa, với người dân Việt Nam, trăng với người vừa dịu hiền vừa gắn bó, gần gũi thân thuộc lại vừa xa vời huyền bí với biết bao truyền thuyết. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Tết Trung thu mới thực sự trở thành Tết của tất cả trẻ em Việt Nam. Sinh thời hàng năm khi Tết Trung thu về, Bác Hồ đều gửi thư cho thiếu niên nhi đồng cả nước. Lúc đó cả nước còn đang khó khăn. Noi gương Bác, ngày nay đời sống của người dân đã cao, xã hội đã phát triển và nền kinh tế hội nhập quốc tế. Tết Trung thu vẫn được duy trì và phát triển. Các cấp các ngành đã tổ chức cho các em được vui chơi thoải mái, hưởng trọn ngày Tết. Khắp nơi không khí tưng bừng, rộn ràng, phấn khởi, vừa mang nhiều niềm vui, vừa có ý nghĩa xã hội khi toàn xã hội, gia đình tận tình quan tâm chăm sóc các em. Cứ đến rằm tháng 8, chúng ta lại được đón một cái Tết Trung thu vui vẻ, thanh bình trong niềm vui hạnh phúc của tuổi thơ. Có niềm vui của những đêm hội trăng rằm, rồng rắn cùng nhau đi rước các loại lồng đèn, những chiếc mặt nạ hóa trang ngộ nghĩnh vui nhộn để náo nức trong tiếng múa lân, sư rồng, tứ linh huyền thoại. Có ông địa bụng phệ mặt tròn, khệnh khạng vui nhộn hài hước. Có bà mụ chít khăn mỏ quạ, vừa bí hiểm vừa hỉ hả. Có chú khỉ vàng, con cháu của lão Tôn tinh quái nghịch ngợp. Và đặc biệt là chàng tráng sĩ lẫm liệt oai phong, đầy chất thượng võ, với khát vọng chinh phục thiên nhiên bảo vệ loài người. Dù là kỳ lân sư tử hay rồng vàng huyền thoại, đều là khát vọng hóa thân thành những con vật thiêng liêng, đem lại niềm vui, sự may mắn, bình yên, hạnh phúc cho con người. Tết Trung thu còn là dịp gia đình đoàn viên, ông bà, bố mẹ, con cháu cùng nhau làm bánh cổ truyền, dâng cúng tổ tiên, cùng nhau gây quần phá cỗ trong không khí gia đình thật đầm ấm. Với các loại trái cây, dưới bàn tay khéo léo của các bậc phụ huynh, các cô giáo, được làm thành hình các con vật,
các loại bánh cổ truyền, tất cả làm nên một mâm cỗ Trung thu thơm nồng hương quê, đậm đà vị Tết, gắn với tình cảm yêu thương, quan tâm, tận tình của cha mẹ, thầy cô, trường tiểu học Khánh Hải đối với các em. Các em được vui vẻ cùng nhau phá cỗ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội Trăng Rằm năm 2020. Chúc các em học sinh yêu quý đón Tết Trung thu tràn đầy niềm vui hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của sự chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội. Xin chân thành cảm ơn các sự có mặt động viên chung vui của các bậc phụ huynh học sinh. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn cô. Sau đây cô xin thông báo chương trình hoạt động của chúng ta ngày hôm nay. Một, thưởng thức văn nghệ do các cô giáo và các bạn trong đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Hai, tìm hiểu truyền thuyết và ngày Tết Trung Thu. Ba, giao lưu với chú Cuội và chị Hằng. Bốn, múa lân. Năm, trao quà. Sáu, thi kéo co. Bảy, thi cỗ giữa các lớp. Tám, trao thưởng. Và chín là phá cỗ. Sau đây chúng ta cùng đồng hòa mình vào ngày hội Trăng Rằm với ca khúc Cây Đa Quán Sóc và cùng đi xem trăng hội Trăng Rằm. Xin mời quý vị và các em cùng thưởng thức. Yeah.
là bao nhiêu chàng trai hỏi thăm con đường nhà em vẫn xa hóa xa thật xa ta ngã đi tìm lối về chẳng chẳng sáng đằng sau vậy cháu con em bao nhiêu soi em bao em làm gì thank you.
trên thiên đình, chú Quệ, chị Hằng thấy dưới hạ giới trẻ nhỏ đùa vui, ca hát tươi cười, múa lân phá cỗ, bỏ cả trăm châu, chẳng biết đi đâu, màu hoàng tề mái. La 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 la, la 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 la. Các bạn ơi, có ai biết chú Quệ ở đâu không nhỉ? Các bạn hãy cùng gọi to lên nào. 1, 2, 3. Chú Quệ ơi, chú Quệ ơi. Quệ đây, Quệ đây. Chú Quệ đây các bạn ơi. Chú Quệ xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy hôm nay có vui không? Đây, vỗ tay làm to để chào chú Quệ đi nào. Ồ, chú Quệ đội cái gì trên đầu thế kia? À, vậy chú Quệ đó các bạn biết đây là cái gì? Đúng rồi, chú Quệ thấy các bạn nhỏ vui Tết Trung Thu thích quá nên liền xuống đây để vui chồng các bạn đấy. Chị ơi, vì sao chú lại phải đội mũ bảo hiểm thế? Các bạn có biết vì sao không? Vì chú đi xe máy nên chú mới phải đội mũ bảo hiểm đấy các bạn ạ. Cũng giống như các bạn được bố mẹ chở bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm nhé. Các bạn có thấy Quệ chấp hành tốt luật an toàn giao thông không? Được nhiều bạn khen Quệ thích quá. Ôi, đến nơi rồi, Quệ xếp được bỏ mũ bảo hiểm lên nhé. Ôi thôi chết rồi, lúc đến đây chú Quệ đi cùng chị Hằng mà cũng biết chị Hằng đó mất rồi. Giờ mới đến được đây, mệt nhưng lại vui quá. Hôm nay không phải cô của mình chị đến đây, mà có cả cô giáo của chị nữa đấy. Cô giáo của chị rất xinh, kể chuyện là rất hay nữa. Ờ, bơi bơi. Cô đây, cô đây. Cô xin chào tất cả các em. Cô là con gái út của Ngọc Hoàng. Và cô còn là cô giáo của chị Hằng và chú Quệ ở trên cung trăng đấy. Hôm nay cô rất vui khi được Ngọc Hoàng cho phép xuống trần gian để vui Tết thiếu nhi cùng với các em. Và cô sẽ giúp các em tìm hiểu về ngày Tết thiếu nhi. Các em có muốn cùng cô tìm hiểu không? Các em ơi, Trung Thu. Trung là giữa, thu chính là mùa thu. Vì vậy, Trung Thu là giữa mùa thu. Như tên gọi của nó thì Trung Thu rơi vào ngày 15 hay còn gọi là ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm đấy. Và đây được xem là ngày lành tháng tốt để tiên đoán mùa màng và cũng là dịp để các em nhỏ được vui Tết Trung Thu, quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân. Cũng vào dịp Trung Thu thì tất cả các thành viên trong gia đình đều quây quần bên nhau và phá cỗ ngắm trăng. Chính vì vậy mà Trung Thu còn có những tên gọi khác. Các em có biết Trung Thu còn có những tên gọi khác là gì không? À, vậy thì chúng ta hãy trật tự lắng nghe nhé. Trung Thu còn có tên gọi là Tết Thiếu Nhi, Tết Nhi Đồng, Tết Đoàn Viên hay Tết Trông Trăng nữa đấy. Các em có biết Trung Thu không chỉ là ngày lễ của riêng đất nước Việt Nam chúng mình mà Trung Thu còn là ngày lễ của nhiều quốc gia khác trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe về truyền thuyết chị Hằng, chú Quệ. Các em có muốn nghe không? Tương truyền kể rằng Hằng Nga, một tiên nữ rất xinh đẹp trên cung trăng, nữ thần cai trị vầng trăng. Hằng Nga rất yêu quý trẻ em và Hằng Nga lúc nào cũng mong ước được xuống trần gian để vui chơi cùng với
trẻ nhỏ. Thế nhưng vì Hằng Nga là tiên nên không thể nào tự do đi lại được. Một hôm Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm đấy, và giải thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là một điều ước. Lúc này Hằng Nga quyết định dự thi. Hằng Nga xin phép với Ngọc Hoàng được xuống trần gian để học cách làm bánh. Và khi Hằng Nga xuống trần, Hằng Nga đã gặp chú Quậy. Lúc này Quậy nổi tiếng là một người hay nói dối, và Quậy thì lại có cùng chung sở thích với Hằng Nga, đó là đều yêu quý các em nhỏ, lúc nào cũng chỉ muốn chơi đùa cùng với các em nhỏ. Và Quậy còn có một tài nữa, đó là nấu nướng rất giỏi. Vì vậy Quậy thường nấu những món ăn ngon rồi kể những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn cho bọn trẻ trong làng nghe. Vì thế mà trẻ em rất yêu quý Quậy. Hằng Nga hỏi Quậy cách làm bánh, và Quậy bảo thế này: chị cứ đem tất cả các nguyên liệu chị có, như thịt này, trứng này, hạt sen này, rồi đậu xanh này, trộn thôi với nhau, xong rồi chị nướng lên. Hằng Nga nghe vậy thì thấy lạ lắm, cũng tán tín tán nghi. Thế nhưng đành nghe Quậy một lần vậy. Thế là Hằng Nga đem bánh đi nướng. Kỳ lạ thay, khi nướng bánh xong thì chiếc bánh thơm và ngon miệng một cách lạ lùng. Hằng Nga vui lắm và nàng quyết định mang bánh về cung đình dự thi. Và khi chia tay để Hằng Nga lên cung trăng, các em có biết chuyện gì xảy ra không? Các em ơi, các em có biết cây đa mà Quậy hay ngồi để tám chuyện với bọn trẻ ấy là cây đa thần đấy. Chính vì vậy mà khi Hằng Nga trở về với thiên đình thì cũng là lúc cây đa thần bật gốc và bay theo Hằng Nga về trời. Lúc này Quậy buồn lắm. Vì sao nhở? Có bạn nào biết vì sao Quậy lại buồn không? Bởi vì cây đa chính là người bạn thân thiết nhất của Quậy. Vì vậy Quậy không nỡ xa cây đa một chút nào cả. Thế là Quậy vội vàng nắm vào gốc đa để níu giữ lại. Thế nhưng làm sao Quậy có thể giữ được cây đa thần, đúng không các em? Chính vì vậy mà cả Quậy và cây đa đều theo Hằng Nga bay lên cung trăng. Thì ở trên cung trăng rồi, Quậy buồn lắm, nhớ nhà, nhớ bọn trẻ con. Thế nhưng chẳng làm cách nào để xuống trần gian được. Mỗi lần nhớ nhà, Quậy thường treo lên cây đa và nhìn xuống trần gian để xem bọn trẻ nô đùa. Chính vì vậy mà các em có biết vào những đêm trăng tròn, chúng ta nhìn lên mặt trăng, chúng ta thấy hình ảnh gì nhỉ? Đúng rồi, các em rất giỏi, đó chính là hình ảnh chú Quậy và cây đa. Nói về Hằng Nga, Hằng Nga đã đem bánh đi dự thi và kết quả là bánh của Hằng Nga đã đạt giải nhất. Ngọc Hoàng sau khi thưởng thức bánh thì rất thích thú, và Ngọc Hoàng đã quyết định đặt tên cho bánh đó là bánh Trung Thu. Và Ngọc Hoàng quyết định chọn ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày rằm Trung Thu. Khi Hằng Nga đạt giải nhất cuộc thi thì Ngọc Hoàng đã tặng cho Hằng Nga một điều ước. Các em có biết là Hằng Nga ước gì không? Hằng Nga và chú Quậy đều rất yêu quý trẻ em. Chính vì vậy mà Hằng Nga đã ước rằng Hằng Nga và chú Quậy sẽ cùng nhau được xuống trần gian để vui Tết Trung Thu cùng với các em vào mỗi dịp rằm Trung Thu đấy. Chính vì vậy mà hôm nay các em được thấy chị Hằng và chú Quậy xuất hiện ở đây để vui chơi cùng với chúng mình đấy. Cô vừa kể cho các em nghe về truyền thuyết chị Hằng, chú Quậy. Các em thấy có hay không? Các em ơi, thế các em có biết ý nghĩa của Tết Trung Thu là gì không?
đó là theo truyền thống của người Việt chúng mình thì Tết Trung Thu là dịp mà người lớn thường chuẩn bị mâm cỗ để bày lên cúng ông bà tổ tiên. Sau đó thì tất cả mọi thành viên trong gia đình đều quây quần phá cỗ, ăn bánh và ngắm trăng cùng nhau thật vui vẻ và ấm áp. Tết Trung Thu cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với ông bà cha mẹ. Chính vì vậy mà khi chúng ta được nghỉ học ở nhà vui Tết Trung Thu thì chúng mình phải thế nào nhỉ? Chúng ta phải ngoan ngoãn vâng lời ông bà bố mẹ, bởi vì đó chính là món quà vô giá mà chúng ta dành tặng cho ông bà bố mẹ và những người thân yêu của mình đấy. Các em ơi, cô vừa kể cho các em nghe về truyền thuyết chị Hằng, chú Phượi, về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu. Bây giờ các em đã hiểu rõ về Tết Trung Thu chưa nào? Giỏi lắm! Bây giờ cô có một món quà dành tặng cho các bạn. Món quà này cô chuẩn bị từ trên đỉnh mang tặng xuống dưới trần gian để tặng cho các em đấy. Các em có thích không? Đó chính là một tiết mục múa lân vô cùng đặc sắc. Chúng mình có thích chơi múa lân không nào? Thế chúng mình hãy dành tặng cho tiết mục múa lân một màn pháo tay thật lớn nào. We'll be right back.
giờ cũng là lúc mà con phải trở về thiên đình rồi. Cô chúc các em có một Tết Trung Thu thật vui vẻ, bình an và ấm áp bên gia đình, bạn bè và người thân nhé. Chị Hằng và chú Quội hãy ở lại vui chơi cùng với các em nhỏ nhỏ nhé. Con chào các em. Trang ơi, Quội nghe nói ở trường tiểu học Cái Nặng có bạn vừa xinh, vừa ngoan, vừa giỏi nữa. Chú Quội và chị Hằng đã chuẩn bị một số câu hỏi và nhiều phần quà cho các bạn nữa đấy. Bạn nào muốn nhận quà với chú Quội nào? Giờ chị Hằng sẽ có một câu hỏi đối với các bạn biết Tết Trung Thu vào ngày nào? Giới thiệu là Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Khánh Hải. Câu trả lời của mình là Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi này. Xin mời bạn. C. Tôn Ngộ Không.
một đề. Xin được giới thiệu, mình tên là Trần Vũ Nhất Phong, học sinh lớp 1D. Tôi là lời người nhà thỏa học. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi, mình bạn bận, mình bạn đến kết quả. Bài hát Chiếc Đèn Ốc Sao là của nhạc sĩ nào? A. Phạm Tuyên, B. Trịnh Công Sơn, C. Hoàng Lâm. Câu trả lời này hơi khó nên chú Quậy mời các bạn học sinh lớp 4, lớp 5 nào. Chú Quậy mời bạn đấy. Đây. Mình xin được chúc mừng tên là phái học sinh lớp 3C trường
về phòng anh Hải. Câu hỏi của mình là dạ. Câu hỏi hoàn toàn chính xác. Mời bạn nhận một phần quà. Bánh trung thu thường có hình tròn và hình vuông. Hình tròn và hình vuông này có ý nghĩa gì? A. Trăng tròn đất vuông. B. Trời vuông đất tròn. C. Trời tròn đất vuông. Có hai sinh hoạt nào? Sinh hoạt nào đặc biệt? A. Rước đèn và phát bánh trung thu. B. Phát bánh trung thu và múa lân. C. Rước đèn và múa lân. Tôi mời bạn. Em tên là Nguyễn Quang Thắng, học sinh lớp 3B. Câu trả lời của em là ý C ạ. Đúng rồi. Mời bạn nhận một phần quà nào. Các bạn ơi, ở trường cầu thế này vui quá, nhưng đã đến giờ chú Huệ và chị Hằng phải về cung trăng rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào trung thu năm sau. Nào các bạn nhỏ của mình chào chúng tôi và chị Hằng nào. Các bạn ấy lấy tay chào chúng tôi và chị Hằng đi. À, con cảm ơn chị Hằng và chú Quậy. Các bạn cảm thấy vui không? À, mặc dù chị Hằng và chú Quậy đã trở về thiên đình, nhưng chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay. Cảm ơn chú Quậy và chị Hằng nào. Một ngày hội rất vui của các bạn nhỏ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khuyết tật. Được sự quan tâm của nhà trường, của các nhà hảo tâm là bác Nguyễn Văn Tự, bác đã có rất là nhiều những phần quà để dành cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khuyết tật. Trưởng nhà trường và bác Nguyễn Văn Tử đã có những phần quà rất là ý nghĩa dành cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh khuyết tật, và chúc cô và bác gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Sau đây chúng ta đến với một phần thi rất là sôi động nữa. Các bạn có muốn tham gia không? Đó chính là phần thi kéo co. Để các bạn như vậy lớp 5A là sẽ không phải đấu vòng đầu tiên nhá. Lớp 5C chúng ta chuẩn bị. Lớp 4 nào, 3 lớp trưởng lớp 4 nào.
của lớp B C chuẩn bị học sinh của lớp này ạ. Đây là các em lớp B chuẩn bị để chúng ta sẽ đấu lại với lớp 5A. Như vậy sau khi mà khối 4 tới xong thì lớp 5B sẽ để đấu với lớp 5A để chúng ta chọn ra đội nhất của khối 5. Bây giờ mời khối 4 ra vào vị trí đi. Ôi đừng đạn vào của cô nha. Thật đông đêm nay.
mình. Và ở trên này là các bạn thấy là các bạn phụ huynh đã dùng những bàn đôi tay khéo léo của mình để tạo thành những bông hoa và những con vật nhìn rất là bắt mắt, đúng không các bạn? Và đây là những bông cổ, một trong những bông vỗ điểm đẹp nhất của khối lớp 1 chúng ta quan sát ở trên này. Các bạn thấy có đẹp không? Vâng, và một phần công rất lớn là các bạn phụ huynh các lớp đã rất là nhiệt tình giúp đỡ. Vậy chúng ta cho các bạn phụ huynh một tràng pháo tay nào. Vâng, và một lần nữa cảm ơn các bạn phụ huynh các lớp ạ. Sau đây cô xin công bố giải về phần thi cố. Đối với khối lớp nhất, khối lớp 1, nhì là khối lớp 2 và khối lớp 3, và giải 3 là khối lớp 4 và khối lớp 5. Đối với các lớp, phần thi cố có thông báo như sau này. Lớp nhất là những lớp sau: lớp 2A, lớp 3A và lớp 3B. Vâng, chúc mừng 3 lớp đạt giải nhất. Vâng ạ, mời lớp trưởng của 3 lớp lên chủ khán đài này ạ. Lớp 1B ạ. Lớp 2A, lớp 3A và lớp 1B ạ. Lớp 1B của các bạn ạ. Vâng ạ, giải nhì là những lớp sau: lớp 1C, lớp 5A, lớp 2C, lớp 2B và lớp 3B ạ. Vâng, chúc mừng các lớp đã đạt giải nhì ạ. Vâng, giải 3 của chúng tôi là những lớp sau: lớp 1A, lớp 1B, lớp 2B, lớp 3B, lớp 3C, lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C, lớp 5A và lớp 5C ạ. Vâng, mời lớp trưởng và lớp chúng ta lên khu vực khán đài này là nhận giải của lớp mình. Kính mời cô Phan Thị Vinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao phần thưởng và phần thi cố cho các lớp ạ. Xin trân trọng kính mời cô. Vâng ạ, xin chúc mừng tất cả lớp lớp nào cũng đã đạt giải của lớp mình ạ. Và mình chúng ta cho các lớp một tràng pháo tay. Vâng, còn thiếu một lớp nữa ạ, các cô chủ nhiệm mà kiểm tra giúp ạ. Thiếu một lớp, hiện tại đang thiếu một lớp ạ. Trước cửa ra ngoài đình có con sư tử vui vô quanh vòng.
vòng quanh. Các bạn hát to lên nào. Cho ta còn đường làm giữa anh cho ta đàn em cất tiếng hát vang. Chúng ta thùng thình cho rộn ràng ai tình. Có con thưa thờ vui vô quanh vòng quanh. Chúng thu yên hà cho ta còn tương lai. Giữa anh cho ta đàn em cất tiếng hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.